đã đi làm được lâu, tạm coi là trưởng thành đi. Mà cái cậu, chúng ta thấy sách chiêu hồn Mirai có rồi, nào vị trí của Aegir. Hồi nãy chúng ta thấy Teemo, Garen đứng nhảy trước mặt của đối phương, cho nên là độ tuổi nó không hề tỷ lệ các cái độ cậu một tí nào cả, thậm chí nó còn tăng. Và con rồng thứ hai của ván đấu cũng là con rồng thứ ba của cả ván đấu. Và con rồng thứ hai này thuộc về bên phía VTV. Và họ đang quyết định là từ con rồng này tiến vào phần sân của đối phương. Và Aegir trấu thì trấu như vậy nhưng vẫn lên đồ rất cẩn thận. Lên giờ mình đã nâng cấp từ cái máy quét thành máy quét bậc 2 khá là sớm rồi. Giờ đây đang có chỉ số tốt nhất 619 nữa. Và đó là một sự khác biệt rất đáng kể giữa hai bên. Tôi không biết là có phải là do dầu hơn quá nhiều hay không, nhưng bên phía VTV họ nâng cấp được hai cái trang bị phụ kiện đúng không? Ở vị trí của Aegir và Yasuo luôn rồi. Trong khi đó thì bên phía bên kia đang tạm thời tài chính hơn eo hẹp một chút xíu, cho nên vẫn chưa nâng cấp được những món này. Thật ra tôi nghĩ khoảng 250 là một đầu tư mà có lợi cho bạn nâng lên. Bởi vì cái máy quét này không nói đi, cái con mắt vật tổ bạn, thời gian cắm mắt của bạn được giảm đi rất nhiều, và cái thời gian mà con mắt nó tồn tại cũng được gia tăng rất là nhiều nữa. Bây giờ team VTV tôi không biết là họ đang chờ đợi cái gì khi chờ đợi 20 điểm cùng dồn thì phải đánh nhau chứ đúng không? Bạn muốn 20 điểm dùng mà phải đánh nhau, phải có cái cớ để rồng là một cái cớ rồi khá luôn. Là tốt rồi luôn. Aegir chắc chắn trừ lương không sao, chắc là ăn con cua thì chưa sao, chúng là ăn không nhìn lại sao đó. Cái đó là điều hồi nãy tôi đang nói, khi mà bạn hỗ trợ cho sếp của bạn đánh xạ thủ mà chỉ số hạ cục của bạn nhiều hơn sếp của bạn, bạn biết con bạn gặp nguy hiểm rồi. Còn mua thêm cho mình sách chứ hùng ở xa chút nữa mà nhiều số cộng dồn hơn là ca này hơi nguy hiểm này. Ở khu bên dưới thì Warwick đang cố gắng để đỉnh với chỉ số lính cũng khá là kinh, 191 chỉ số lính mà nãy giờ đi một mình, cho nên điều đó cũng phần nào có thể lý giải được. Thì bên phía bên kia cũng đang cố gắng tạo ra cái khoảng trống cho Azulelov và cũng đang có 157 chỉ số lính, và đặc biệt Blubla sau khoảng thời gian hạ hỏa hạ nhiệt lại rồi, nhìn được toàn cục của ván đấu thì đang tập trung vào chỉ số lính khá là nhiều và đang quyết định lên tiếp theo là cái đồng hồ cát để bảo vệ bản thân. Chơi không? Không chơi. Đang nói về chuyện mà hạ hỏa nhìn toàn cục, nếu như tôi mà là Blubla tức là anh Khánh bước ra ngoài nhìn cái chênh lệch này, tôi thấy tôi không hạ hỏa xíu nào, tôi muốn vô. Chuẩn bị có một pha giao tranh mà để xem điểm cộng dồn đến từ sách chiêu hồn Mirai cùng với kiếm của hồi kinh nó tăng hay là nó giảm. Chắc là chủ yếu là đến từ sự kết hợp từ để xem rạn nứt của Blubla cùng với chiều cuối không thể cản phá của Eric. Hay nếu quá em ơi, mình nó trúng vào Garen bay vào luôn. Ấy quá trời là kỹ năng, trúng rồi, trúng vào Warwick nhưng chưa có ai lên cả. Lượng sát thương đến từ Cho'Gath của Blubla đáng sợ, tốt đúng không? Nửa cây máu của hai thành viên chủ chốt của đối phương và ép về liền. Nếu như vừa rồi mà ở vị trí của Rick mà quyết đoán hoàn toàn có thể sử dụng không thể cản phá rồi, nhưng rất tiếc là khi đó chỉ có 3 người đứng cùng một hàng mà thôi. Nếu như có thêm người đồng đội Azulelov đứng trong một khoảng cách cự ly gần đó để nhảy cùng với đồng đội của mình vào, rồi nếu như có biến thì tốc biến ra hoặc máu ra cũng được. Nhưng ít nhất là trong sau pha vừa rồi chúng ta thoáng thấy là trên là tiền vẫn chưa đủ để các thành viên của bên phía VTV họ có thể khinh địch được. Mặc dù nhìn vào đồ thì cần phải nói cho phép khinh luôn, bởi vì hơn 10.000 tiền rồi. Aegir giờ đây tôi nghĩ là nếu như trong pha giao tranh vừa rồi khu vực đường dưới mà Aegir chủ động mở giao tranh hoặc là Yasuo đứng ở một góc kiểu như bù đỏ bãi xanh của đối phương, phá những con mắt ở đó đi, đứng về sử dụng chơi trời sập của mình, rồi sau đó Aegir lao vào, thì tôi nghĩ là bên phía bên kia chỉ có thể trọng thương trong pha đó mà thôi. Blubla sắp sửa bị bắt rồi. Aegir lao lên hung gió khi mà đối phương bị choáng, tôi cũng làm được, nhưng mà cái này tôi làm được hay không đây? Pha lao lên bị dính rạn nứt ọc ọc đủ sát thương để hạ gục Garen. Aegir bị đá ra và hai điểm hạ gục dành cho GOB 18-6, và đó là một pha Blubla thể hiện khả năng rất chai lì của mình, rất khó chịu với cái cú rạn nứt đó làm choáng, và thêm cả cái chiêu làm câm lặng của đối phương, ngắt quãng ngắt bạch những cái chiêu phối hợp của đối phương, và đặc biệt thêm sự xuất hiện của Valerie với cú đá đó về ngay tầm với của ông. Và ông chỉ đơn giản là vung kiếm lên và lia vào đối phương mà thôi. Tôi thật sự mà nói, tôi mặc dù là khoảng cách như thế này nhưng chắc chắn chiến thắng dành cho VTV thì cũng chưa đâu, bởi vì ngày hôm qua khi mà theo dõi một số trận đấu tập luyện của đội hình VTV thì một trong những điểm yếu rất là rõ của họ là cái khả năng dứt điểm trận đấu khi mà có được lợi thế. Họ câu hỏi đặt ra là chỉ sau một đêm mà mỗi người ai ngủ nhà nấy không có họp gì cả, thì cái vấn đề mà đưa ra quyết định ở cuối trận nó có được giải quyết hay chưa? Đó. Phần nào đó khiến chúng ta thấy lại ván đấu trước là đội xanh cũng có lợi thế so với đội đỏ rất là nhiều, nhưng mà họ gặp phải khó khăn. Và đây là một cái mẫu hình chung ở thời điểm hiện tại trong những ván đánh hạng nữa, tức là một đội có nhiều lợi thế hơn nhưng họ tạm thời chưa tìm được cách cụ thể nào để kết thúc ván đấu, ngoại trừ những pha tập trung ở rồng và pha tập trung ở Baron mà thôi. Bây giờ thì ở đường giữa là pha di chuyển đến từ bộ đôi Vary và cả Eric. Aegir còn ba gì, ba điểm cộng dồn được rồi, nãy 6 giờ đây còn ba chút nữa là ba thì giảm xuống còn hai
chia đôi là 1.5 cho nên thành toàn là 2. Chút nữa có khi là bán luôn chứ không chừng, còn Quyết vẫn đang giữ gìn cái con dồn của mình khá là tốt. Nhưng mà không tăng lên thì kiểu như là nó cũng đúng vậy. Nó cũng là chính là chưa có lời. Lên chút xíu nữa 11, 13 thì tốt hơn. Và họ sắp sửa có cái cớ rồi mà họ đó, nhưng mà rất tiếc là con rồng này cũng là mới con rồng thứ 3 đấy, chứ phải là từ 4 đến 5. Cho nên bên phía Liên Minh Thoại hoàn toàn có thể bỏ con rồng này. Bây giờ thật ra đây vẫn là cơ hội của Liên Minh Thoại. Đối phương khi tập trung lại trước khu vực hang rồng, đó là một cái con mồi rất dễ dàng để cho cú không thể cản phá đến từ Eric, tạo điều kiện cho Blovala có những tình huống rạn nứt và câm lặng vào. Chắc là có cách rồi. Giờ đây thì để xem huấn luyện viên của Liên Minh Thoại có thể hoán đổi, tức là họ cần sự quyết đoán đến từ Eric phải không? Thì hoán đổi một người nào đó quyết đoán đến từ Eric. Còn một cái phép hỗ trợ là đổi người thi đấu. Đổi người tức thi đấu là... thì vấn đề là họ đổi ai? Trọng tài có vẻ như là người như vậy là Liên Minh. Bây giờ bên phía VTV đang bắt đầu có rồi. Như vậy là sẽ lại khều vai ở đây. Izumin quyết định gỡ tay thỏ và tiến vào ván đấu khi mà con rồng chỉ còn khoảng 7 giây nữa thôi. Và Timo có vẻ là sự lựa chọn. Chưa. Đang múa xung quanh khu vực hang rồng. Đó, tạm dừng luôn rồi. Timo là sự lựa chọn của gỡ tay thỏ đó, đeo lại rồi lại gỡ ra nè. Đó. Javan thì bạn không cần dán long kích đúng không? Đó không phải là cà rốt đâu. Tháo ra không em? Có tháo quy không? Thế nào không tháo quy đâu. Hoặc là có thể đây là đặt trước rồi. Đặt sẵn bàn phím này tháo quy luôn rồi. Nhưng mà nói chung là cậy, để cậy, xem cậy, xem. Cậy rồi. Cậy rồi. Tay thỏ có quy là không đánh được. Đây là một nhược điểm. Chút xíu anh Timo vô nhớ cắm quy vô nha. Chứ không thôi bấm hoài không được. Lát gù quên mệt lắm. Rồi. Như vậy là Javan không đúc quy đã xuất hiện. Và để xem Javan không quy không tài thỏ sẽ mang lại điều gì trong ván đấu này đối với tổng thể và đối với Việt Nam Esports TV. Đội Việt Nam Esports TV. Nhưng mà một điều khá thú vị đó là khi mà cần sự quyết đoán, thật ra tôi nghĩ rằng cái vị trí cần thay sẽ là Yasuo. Khi mà cái vai trò để mở đầu giao tranh nó nằm ở vị trí của Yasuo. Nhưng mà như vậy hơn. Thì dễ là bạn đếm số quá. Cần tỏa sáng, cho nên Javan với đồ ở thời điểm hiện tại cũng khá là trâu, khá là khỏe, bay vào dứt điểm chơi tấp luôn đối phương. Thì con rồng sẽ là một điểm mà ở vị trí của huấn luyện viên tay không còn thỏ sẽ thể hiện. Mà nó tiếc là bên phía Liên Minh Thoại thì đâu có ngã ý gì là tiến vào đâu. Bỏ luôn. Vấn đề là sau rồng này họ sẽ làm gì? Các thành viên của bên phía Liên Minh Thoại nếu như có lùi về thì lùi về bên phía mảng trái. Họ lùi thấy rất thành công. Một điểm nữa đợt lính ở đường trên là rất lớn. Azir đang lao lên trời sắp được dùng. Vào đồng không mông quạnh còn dính luôn cú rạn nứt nữa. Và lao vào, sao combo được hay vậy? Và lao vào rồi, Warwick lao vào rất sâu. Bị tấn công bởi ọc và cả Azulov tốc biến lui ra. Phía bên này Garen và Azir đang tiến tới. Pha băng lên rất dữ dội của ọc. Tắt điện được vị trí của Warwick. Nhưng liệu anh ta có thoát được về hay không đây? Một đối một như vậy là quá lời cho GOB. Họ phá được luôn cái điểm cộng dồn của Google. Đúng là như vậy, vừa mới định nhắc tới hồi nãy hình như là chính hỗ trợ bên phía bên kia. Nói chung là giờ đây chắc khoảng còn 5. Một pha bay góc hình chữ tam giác. Đây đã rồi, có thể cản phá rất đẹp. Ông ba người và đang tao vỡ. GOB đang tràn lên. Double kill dành cho Bolobala. Người duy nhất còn sống sót là Timo. Anh sẽ làm được gì đây? Và anh không quyết định đây ở lại. Anh sọc về phía sau. Cố gắng có một pha. Câu giờ. Bây giờ né được rạn nứt không bị làm choáng combo đi. Ghê thiệt. Ông chuẩn bị với cú đâm kiếm của mình. Đâm kiếm vào hai rồi đủ tầm. Một. Không đủ tầm. Không rất tiếc là không rồi, đủ tầm. Eric tới. Eric tới. Timo. Chạm rồi xong. Đấy. Ước luyện viên ta thỏ vừa mới gỡ ta thỏ vào là lập tức có cơ hội. Tôi biết ngay mà. Đó là niềm hy vọng của toàn bộ đội hình Liên Minh Thoại. Và họ sẽ được tưởng thưởng gì đây? Combadon thì không thể nào rồi. Một trụ ở khu vực đường giữa. Như vậy là họ đã gần cân bằng về trụ rồi. Bên phía bên kia điểm công dồn xấu. Hồi nãy là chắc là bị tiêu diệt trước xong rồi. Xong rồi sau đó mới hỗ trợ cho nên điểm nó mới lên như vậy. Một bên xấu, một bên còn hai. Hai người này. Đây là cơ hội. Như vậy là cơ hội bên phía Liên Minh Thoại còn khoảng chừng 3 phút nữa thôi. Phải khai thác đó. Con tay không thỏ này. Khai thác cái nút quy nữa. Khi bạn có lợi thế một nút so với đối phương ở trong đúng là như trong vậy. Đấu này. Chúng ta đầu tiên là nói về chênh lệch về tiền. Chúng ta phải trừ đi cái tiền mà kiếm hội kính với sách chiêu hồn không có tác dụng nữa. Phải trừ đi cái số tiền đó là khoảng bao nhiêu? 2.000 đúng không? Hai trang bị này bị trừ đi. Coi vậy, như vậy là giờ đây chênh lệch tiền theo lý thuyết là còn lại khoảng 4.000 là trong mức có thể gượng được. Và Eric đã có một sự quyết đoán vô cùng dứt khoát trong pha Timo. Đó. Ta cần phải thể Timo. Hiện ra. Timo dịch chuyển ra sau lưng của Azulov. Đây rồi. Dịch chuyển đến từ vị trí của học. Có. Timo có. Đã đáp xuống combo. Không trúng. Bắn chiêu của ra, chiêu của vào, chiêu của ra đơn giản. Ê, bắn cái góc này không được đẹp lắm. Cú dịch chuyển hỗ trợ của ốc. Và Timo đủ sát thương hay không? Đủ rồi. Anh ta chạy, anh ta không bị làm choáng, chỉ bị làm chậm. Nhưng sát thương đến từ ốc vẫn là rất lớn. Timo vẫn đứng lại, combo qua tường thoát đi. Anh chứng minh rằng không cần nút quy. Trong lúc đó, khi đó ở khu vực hang Baron, Azir đã phải nằm xuống.